Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ bổ quả dưa này nha. Nhiêu ký vậy chú? Đại tay thôi, đại khái thôi. Hơn chục ký rồi. À, khai rồi. Cũng đẹp lắm. Nhà trong. 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 ゴミ箱を置いてです。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 
よかったなだ。Thường lấy muối không? Anh lấy muối à? Sao dưa là một người thích muối? À, người miền Trung á là kiểu như là dưa nó không được ngọt lắm á, là người ta sẽ chấm muối. Người ta còn ăn cả mía mà chấm muối nữa đó. Thói quen á. Nhiều quá chứ. Mặn mặn ngọt quá ăn cho được nhiều. Được chứ hiểu. Ăn cho được nhiều thôi. Chấm muối ăn ngon hơn. Cái này chấm muối ớt ngon hơn là cái mía đó anh. Chấm muối ăn nó bị cảm giác bị tanh. Cái muối tôm mà. Muối ớt của muối ông không ăn được. Muối ớt của ông Oyama á. Muối tôm nó không muối tôm. Đồ rồi. どうぞ。いただきます。美味しい、なんか甘い。甘い。よかったな。めっちゃ甘いの。